ta. Mệt thế. Chờ mất số này chứ. Đi rồi cũng mất số này. Bơ xong mới đến bơ có đủ tiền bán không? Ở lớn lên mất 70 vé đó. Mất 70 vé à? Ôi cho ai mà dân ghê mà tội mẹ do đi tội 80 mấy tuổi rồi. Đúng rồi. Dạ. Mẹ nhà ở mô. Không có nhà. Ờ rồi tối về ở mô. Dạ anh kiếm nhà ở thì đâu. Thưa quý vị và các bạn, mình đang đứng ngay tại đường ngã ba Trần Cao Vân và Hai Bà Trưng. Ở phía trước mặt các bạn là bệnh viện Trung ương Huế các bạn nhé. Hôm nay trời nắng đẹp, mình sẽ đưa quý vị và các bạn đi thăm một vòng thành phố Huế. Bắt đầu từ đường Hai Bà Trưng, nó chạy qua đường Phan Đình Phùng. Ở đây là ngã tư đường Hai Bà Trưng và đường Ngô Quyền nha các bạn. Đường Ngô Quyền là một trong những đường mà bán rất là nhiều thuốc. Chạy qua đường Ngô Quyền. Trời nắng lên thấy không khí nó khác hẳn các bạn. Chứ Huế thì đa số mùa này là mùa mưa, nó âm u, trời nó âm u, nhìn khung cảnh nó tối tăm, quay lên nó không có đẹp. Thưa quý vị và các bạn xem. Mình thì hay đi quay vào buổi trưa, khung giờ trưa vào lúc khoảng 11 giờ hơn. Nếu mà trời nó nắng đẹp thì hình ảnh nó còn đẹp hơn. Đây là bệnh viện quốc tế nha các bạn. Đây là cổng vào bệnh viện quốc tế, cổng số 7. Đây là cổng số 8. Đây là trường Đại học Y Dược Huế các bạn. Đối diện là trường đường Lê Lai. Giờ chúng ta chạy thẳng. Sau đó tới ngã tư Ngô Quyền Nguyễn Trường Tộ thì chúng ta sẽ rẽ trái. Nguyễn Trường Tộ. Bên phải quý vị và các bạn là trường tiểu học Bình Ninh. Trước đây là trường mầm non Bình Ninh các bạn nhé. Đây bây giờ là chuyển sang trường tiểu học Bình Ninh. Trường mầm non Bình Ninh thì bây giờ chuyển qua chuyển tới đường Nguyễn Huệ các bạn. Bên này là trường cao đẳng y tế Huế. Trong đường rồi ở phía nam các bạn nhé. Đây trường mầm non Bình Ninh nằm ở cổng sau đấy các bạn. Cổng này là cổng Nguyễn Trường Tộ, còn cổng chính bên kia là đường Nguyễn Huệ. Rồi chạy thẳng lên phía trên là nhà thờ Phú Cam các bạn nhé. Rồi, phía trước mặt các bạn là nhà thờ Phú Cam. Để phải là đường Phan Đình Phùng. Nếu mà quý vị mà đi thẳng đâm qua bên kia rẽ phải là đường Phan Châu Trinh. Chúng ta sẽ rẽ phải qua đường Phan Đình Phùng.
cô đây. Chào mẹ. Mẹ giờ trưa rồi, mẹ cũng về ăn cơm trưa rồi đấy, con báo là mẹ. Lại. Lại luôn hả? À, vậy là mấy giờ mới về ăn cơm trưa? Dạ. Chút nữa về ăn à? Nhiều. Nhiều à? À, đứa mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 83 tuổi rồi. 83 tuổi đi bán giò hả? Chịu khó rồi. À, một ngày như vậy là mẹ bán được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu cá bé? Cả những chân. Khách mua thôi. À, bất chừng hả? Chứ mình đưa cho nhiều mấy trăm cái mà người ta không mua chiều ấy. Dạ. Dạ. Trời tạnh á. Dạ. Dạ. Tầm này 50. Còn mà mùa mưa đang tới mưa đó. Mưa chiều. Mưa gió chiều ấy. Mưa gió quá đến chạy cha mà. À, mưa gió là con lên kia. Mưa tạt ấy. Đây đây có cái dù ni đây hả? Cái ghế ni đây hả? À. À mình chống cái dù lên. Đây. Mày có thiết kế cái dù cái mái che di động hiện đại với quý vị và các bạn này. Đó, có cái dù đây, cột cái cây cho nó giữ. Còn cái ghế này là ngồi đúng không? Mình ngồi chân lại. Cả gió nó bay à. Tại sợ gai chị vui tới. Giờ gai vui có thể chơi chứ không sợ ngươi à? Sợ ngươi chứ, đâu cái vui thì mua lại được, con ngươi sợ ngươi chứ. Mình có làm tiếng mà sợ. Dạ. Ngồi cho mình ngồi đến là có thăm nhà già thế. À. Ngồi đó nó trước mình tạt. Dạ. Văn. Dạ. 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 Ngồi đó những chiêu bá rượu. Bá dí lân về dự thế. Dạ. Dạ, mẹ hay đi đường mô, hay đi đường mô để bán. Đi cử đáy vì nó cho câu rang. À, câu rang. Câu rang là bạn bè chiều. À, câu rang nhiều hơn câu câu phúc âm đi à. Câu buổi sáng thì à, nhưng mà là buổi sáng là bán câu phúc âm, còn buổi chiều lên câu câu rang. Dạ. Câu câu rang thì bạn bè chiều là về ăn cơm rồi đi làm á. À, đúng không? À, dạ. Bà tàn á, cái dạ. Đứa nó chạy hết. Dạ. Mất à? Mệt hết. Trời mất số này chứ. Đi được mất số này mới xong mới đến mới có đủ tiền bán không? Ở lớn lần mất 70 vé đó. Mất 70 vé à? Ôi cho ai mà dân ghê mà tội mẹ do đi tội 80 mấy tuổi rồi. Mưa. Đang phụ mưa lên trên trời. À. Xe. À. Đang bò bò trong lửa lửa. À. Lửa mà lửa là bị cái nạn đầu tiên lại rồi là lên 150. Dạ. Mà sáu khi là hàng thôi á, là loại lên về đi. Chị ơi, tài là mưa ơi, kêu mà bào tỏ lên nó cứng lắm, còn mấy lắm sụi khối. Dạ. Bao nhiêu nữa nó còn hai chục xe, thì dư quả bên đường xe á. À. Mà quả từ cái mắt cũng là mù âm hai đó, cậy bên đường gì cả. Dạ. Bên việc bên mưa, đi có bạn trên đường nó bì, nó tái, nó bì, nó tài, chúng ta đang lông, thì còn cái chim kiếu ai. Dạ, dạ, có khi nợ những chỗ trong chỗ gia đình được á. Dạ. Rồi thầy mẹ rồi cứ mò nó cứ nước xanh đấy nhé. Dạ. Tô nương đi. À mẹ nó mắt yếu này à. Không đi cái xét con ghê. À đi xét con ghê quá mẹ sợ hả? Mơ 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 đó. Khi hẳn mơ thứ hai này chưa đấy. Dạ. Nó mất tay từ từ bà bác mẹ chủ đình được á. Còn mãn cờ mãn hồ mưa về đường ở nhà mẹ ở mô à, đi qua cầu nó là cầu chi? Cầu Bình Ngữ. Cầu Bình Ngữ xong đi thẳng lên trên xa đấy hả? Ừ. À, đường Điện Phù à? Hay là đường đường Điện Phù. À Điện Phù. Còn mà đây là cầu Phù Cam đấy. Nhà đây cầu Phù Cam đây. Đấy là cái chỗ này là chỗ gì nữa. Dạ. Giống như là
nhờ mẹ đi. Dạ. Thế thôi này, mình thấy đi ngang cũng thấy cái hoàn cảnh của mẹ tuổi á, mà trưa rồi bên chị Hiếu Trần á, ở bên Cali á, Cali bên Mỹ, thì chị hỗ trợ cho mẹ 300.000 này, 300.000 này mẹ mua cơm mua nước gì ăn hay, rồi mua sữa đồ chi uống, mình rồi. Dạ. 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 Rồi mẹ để con tí con lấy. Dạ rồi con gửi mẹ 300 hả? À, thấy mẹ cũng già rồi, cao rồi, 80 mấy tuổi rồi, mai bây giờ con chịu khó đi bán đi buôn đi cũng tội hả? Dạ con đâu. Con đâu à? Con đâu chi? Con trả nằm đi cuộc sống. Dạ, cuộc sống hả? Con thăng lên 1 tỷ. Dạ. Thăng đi thì lên ngăn mà chịu ở mẹ rồi. Mẹ đi xin ý kiến rồi đó. Con cảm ơn mẹ đây hết, để có dám mẹ giữ gìn sức khỏe nữa chứ, để bán buôn nữa nha. Con đi đã. Chị cảm ơn chị Hiếu Trần ở bên Mỹ á. Con lại con giúp, con chỉ có trao giúp cho chị thôi. Dạ. Thôi mẹ ơi, con đi về. Cảm ơn con. Dạ. Chứ đi mẹ tại ái mà tự nhớ hoài đó mẹ luôn. Dạ. Không có nhiều hơn có ít. Dạ. Mà thật ra là mẹ bạn đủ sống nó con. Không đủ sống rồi. Ừ. Đủ là đủ đau mạnh rồi. Dạ rồi con phép con đi đà mẹ ấy. Đường Phan Đình Phùng nhé các bạn. Đây là Phan Đình Phùng, đây là dòng thánh Tâm Huế. Cổng chào khá đẹp. Đây là chợ Bến Ngự các bạn nhé. Đây có chợ Bến Ngự. Lòng dòng Huế. Chợ Bến Ngự Huế bữa trưa nha, vẫn còn đông đúc các bạn. Mấy rồi ạ? Hả? Bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chú 65 tuổi. 65 hả? À đấy hả? Một ngày đi bán được bao nhiêu tiền vé số? Bất chân làm việc cái bạn được 50 ngày đi bán được nắm được vé này. 30 vé nè. Cái sáng giờ là bán được mấy rồi? Được 30 vé đó. Cái sáng là 30 vé được bao nhiêu tiền? 30 vé là kiếm 30 ngàn mấy. Dạ, 30 ngàn. Em cũng vậy là ngàn bạc mấy. Mấy ngàn. Dạ. Dạ. Tội hả? Chú nhà chú ở mô.
đi bởi đi là đi không có tiền đó, nhiều đó. Mùa dịch đi mưa gió này nhà chú ở mô ở lịch đời đó, ở bên lịch đời hả? Nhà có con cái gì đông không? Hả? Nhà có con cái gì đông không? Không, một đứa thôi. À, một đứa. Vợ làm chi? Giờ bỏ vai vai về chỗ bạn đi đây. Ai cùng ba chục cái về chỗ như cái bạn hết rồi. Mẹ mà về vài vài đi lại rồi chiều đi bạn lại được năm ba chú. Dạ. Chứ con tôi đi bạn đấy thì tà chỗ rồi. À. Con chiều là con ba chục cây về chỗ đó bạn hiện là mình đi bạn bạn lại được năm ba chú. Dạ. Đó đó. Dạ. Dạ. Đúng năm nay là 60 mấy? 65 tuổi. 65 tuổi hả? Mấy rồi à? Hả? Bao nhiêu tuổi rồi à chú? 65 tuổi. 65 hả? À đấy hả? Một ngày đi bán được bao nhiêu tiền vé số? Bất chân làm việc cái bạn được 20 5 30 50. À đi bán được nắm được vẻ này. À 30 vé nè. À cái sáng vậy là bán được mấy rồi? Được 30 vé đó. Cái sáng là 30 vé được bao nhiêu tiền? 30 vé là kiếm 30 ngàn mấy. Dạ. 30 ngàn. Em cũng vậy là ngàn bạc mấy. À 30 ngàn. Dạ. Tôi hả? Đấy, chú nhà chú ở mô. Đi bởi đi là đi không có tiền đó. Nhiều đó. Có tiền. Mùa dịch đi mưa gió này nhà chú ở mô. Ở lịch đời đó. Ở bên lịch đời hả? Nhà có con cái gì đông không? Hả? Nhà có con cái gì đông không? Không, một đứa thôi. À một đứa. Vợ làm chi? Giờ bỏ vai về chỗ bạn đi đây. Ai cùng ba chục cái về chỗ như cái bạn hết rồi. Mẹ mà về vài đi lại rồi chiều đi bạn lại được năm ba chú. Dạ. Chứ con tôi đi bạn đấy thì tà chỗ rồi. À. Con chiều là con ba chục cây về chỗ đó bạn hiện là mình đi bạn lại được năm ba chú. Dạ. Đó đó. Dạ. Dạ. Năm nay là 60 mấy? 65 tuổi. 65 tuổi hả? Dạ? Thư. Thư đăng. Thư tư á. À không, chú ăn cơm chưa? À chưa. À chú danh Thư hả? À. Dạ. Thư đi nè. À dạ, chị Hiếu chị gửi tặng cho chú 200. Dạ. Dạ, gửi 200 để ăn cơm bữa trưa hả? Dạ. Cơm với dạ. Nước bữa trưa. Dạ. Dạ. Dạ rồi. À con cảm ơn. Dạ. Rồi con chào chú, chào ông. Dạ. Dạ ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 77 tuổi rồi à? Dạ 77 tuổi rồi mà con đi bán à? Bữa trưa ăn cơm với nước gì chưa? Chưa giờ chú ơi. Chưa luôn hả? chưa ăn cơm mà thằng nhà ở mô. Thì văn xe có ngoài thanh toàn á. Còn ngoài thanh toàn mà đi xe chi lên? Đi xe đạp. Xe đạp lên luôn à? Dạ. Ừ, xe đạp để mô rồi. À mấy miệng bán cá hả? À dạ. À, chưa bao mấy giờ mới đi ăn cơm nè. Chưa bạn chứ có người ta tập nữa. Thì Hiếu Trần á, ở bên Mỹ á. À. À chị đó ở bên California á. À. Là chị hỗ trợ cho ông là 200 nghìn hả? Để ông ăn cơm ăn nước hả? À, rồi. Dạ. Dạ rồi con gửi ạ. Cảm ơn cô đã tỏ tâm này rồi cho tôi. Con cũng cảm ơn chủ cũng giúp đỡ cho tôi được. Dạ. Dạ. Dạ, ôn thấy cũng gầy thế, còn thấy nó ăn cơm ăn nước hay chưa, sao mà đi báo mà không ăn cơm nè, nó ăn gầy nữa. Dạ. Ăn bình canh rồi trong này, ăn bình canh nè hả? Mà bữa trưa ăn cơm hay là ăn chi? Cơm trong cái chợ bạn cái ăn này đó. À dạ. Thôi ông đi bán đi hả? Đi bán một tí rồi coi kiếm gì mà ăn cả trưa nắng ấy. Dạ. Rồi, cảm ơn. Đây là cô trái cô bên đường thằng Thúc Nhận các bạn nhé, Phan Bội Châu thằng Thúc Nhận thấy có về bán vé số ngồi mệt gì ở bên này rất là tội các bạn nhé, và bị đau mắt hay sao. Dạ ông chào ba sao ngồi đây mệt rồi à? Để chị à? Đem vô á. Dạ ông kìa. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi mẹ? Dạ
78 tuổi à? Mẹ tên chi mẹ? Dạ. Dạ mẹ Nguyễn Thị Cảm. Nguyễn Thị Cảm à? Dạ. À mẹ nhà ở mô? Dạ. Không có nhà. Ờ rồi tối về ở mô? Dạ anh kiếm nhà ở Từ Đàm. Ở Từ Đàm à? Mẹ chỗ ga thành đẹp mà đi bộ đi tí. À chỗ ga đi bộ lên tí nè. À dạ mẹ ạ. Đây này giờ bán được bao nhiêu tiền vé số rồi? Bao nhiêu và cái vé số rồi? Sáng chưa? Sáng giờ bán được mấy cái vé số rồi? Mấy cái rồi? Mẹ? Mẹ có nghe không? Cái sáng giờ bán được mấy cái vé số đi rồi? Dạ được 50. 50 cái hả? À sáng giờ bán được 50 cái rồi là được 50 nghìn à? Dạ. À giờ cô đang ngồi hả? Dạ. Đi dạy khám một châu rồi. Khám một châu rồi. Có chị Hiếu Trần ở bên Cali là chị hỗ trợ cho mẹ 300 nghìn hả? Dạ. Để cho mẹ đi ăn cơm. Dạ. Nha. Rồi thì con cười mẹ ấy. Dạ, cho mẹ 300 để mẹ ăn cơm đó nha. Dạ. Mẹ mẹ. Mất số à? À dạ, dạ. Dạ. Cái này là tiền của chị Hiếu Trần ấy. Dạ. Ở Cali bên chỗ Mỹ á. Dạ. Là chị hỗ trợ cho mẹ 300 để mẹ ăn cơm. Mẹ cảm ơn chị, cảm ơn chị Nelly Hiếu Trần. Dạ. 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 Với mẹ hả? Mẹ đứng dậy được không? Dạ mẹ hả? Con đi hả? Đây là đường Trần Thúc Nhận chạy qua Nguyễn Huệ các bạn nhé. Phía trước là cà phê Orange. Rẽ trái là đường Nguyễn Huệ, trái phải là Nguyễn Huệ. Tâm thẳng là đường Trần Thúc Nhận đúng không các bạn nhé? Có lên qua ga các bạn. Và cái thằng ga Huế đấy các bạn. Ga Huế vắng vẻ, chưa không có ai lắm. Quán cơm Huế các bạn. Đây là cầu Già Viên các bạn nhé. Cầu Già Viên. Cầu Kim Long. Chạy về Kim Long. Đây có ông bán số các bạn. Chào ông à. Bài chụp té à? Bảy chục à. Về 50 ngày thì 70 ngày 50 vé mà một vé là 1.000 à? Một vé mình lên à. Dạ. Và được 50.000. Dạ. Dạ. Mà đi có 70.000. Dạ. Nhà ông ở mô? Dạ, nhà ông ngồi nè. À, có anh này mua vé ủng hộ ông này. Nhà ở mô không? Dạ. Nhà ở mô? Hương Hồ à. Hương Hồ là à? Đi xe đạp như vậy à? Dạ, đi xe đạp á. À, có chiếc ô tô ngon ấy. Mà chưa ở lán à. Có chiếc xe ô tô ngon ấy. Dạ. Chưa ở lại mua cơm bao luôn à? Dạ, ăn cơm bùi. Dạ. Ông tên chi? Ca. Ông Phà. Ca. Ông Ca hả? Ca đó. Dạ. Dạ. Đây, ngay trước sông Hương luôn các bạn này, trên đường Kim Long á.
này có ông bán vé số cũng lớn tuổi rồi, cũng vất vả. Thôi đây có chị ở bên Cali á, hỗ trợ cho ông 200.000 này để ăn cơm bữa trưa ấy. Dạ. Dạ thôi để con Tiến con lấy hả? Dạ, cảm ơn tâm cả anh luôn. Dạ. Ở đây con gửi ông hả? Dạ, cảm ơn hào tâm quý anh. Dạ. Hay quý đoàn từ thiện. Dạ. Dạ. Rồi ông chị, ông ăn cơm ăn đồ đi hả? Bữa trưa hả? Dạ, bữa trưa đi ăn chục cho mấy. À, ăn mấy cơm hả? Dạ, thôi kiểu cảm ơn cô ấy, chủ đi. Chị. À, chị dạ. Cô Hiểu Trân. Dạ. Là dạ. Lòng từ thiện giúp dạ. được ông. Dạ. Người dạ. Bà Mẹ Số dạ. ở Việt Nam. Dạ. 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 Xin cảm ơn dạ. và chúc gia đình và sự bình an. Dạ. 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 Rồi. Xin cảm ơn chị Hiểu Trân nhiều. Dạ. 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 Rồi. Dạ. Con chào ông hả? Ông họ Tấm anh. Dạ. 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 Xe đạp đây là cọc lập cọc đây. Ngày mà ông đạp xe này đi dậu. Hồ đạp về. Dạ rồi. Cảm ơn ông ấy.